Này này bác hai ơi, sao bác nhìn ra đầu làng mà xem, hai bên hàng quân, bên cờ xanh bên cờ đỏ, à thế hóa ra là đoàn quân kéo quân về để dự chảy hội chùa Tây Phương phải không người bác hai rồi. Tôi nhìn xa xa mà tôi thấy hàng quân đi đứng thật là trang nghiêm, và chắc là các chàng trai cũng được dân làng tuyển ra từ các thôn xóm rồi. Phải rồi, bác hai ơi. Thế hôm nay lại còn có
phóng của Việt Nam. Thế nhưng mà hôm nay thì trước khi gọi thì tôi cứ bảo các con nhà tôi cứ bị tắm rửa cho nó sạch sẽ, để rồi phải bơi lội cho nó sảng khoái đã, phải không nào? Tay tắm áo tay về, thấy tay tắm áo tay dù ai trong bao giờ đi được hay ăn, chứ áo nhà vẫn vâng. Tay tắm áo tay chúng ta về, thấy tay tắm áo tay dù bác cái chuyên môn làm trọng tài. À, hôm nay tôi lại phải nhờ bác làm trọng tài cho tôi. Này bác Thân ơi, thế xin mời bác Thân làm trọng tài giúp quê hương nhà em bác nha. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu môn vật cổ truyền dân tộc tại sân Thủy Đình chùa Tây Phương đang diễn ra hai vận động viên mang khố vàng là ở xứ Đoài, vận động viên mang khố đỏ ở xứ Đông. Sau đây các trọng tài chuẩn bị, các vận động viên chuẩn bị nghe trọng tài trống xe này. Luật vật của Việt Nam, vô luật vật của cổ truyền dân tộc, chỉ có thắng và thua. Luật vật trong ba kèo lấm lưng trắng bụng. Vậy hai đồ vật chuẩn bị, bắt tay và đoàn kết. Hai đồ vật chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Hai đồng viên cố lên. Cố lên các chàng trai ơi, cố lên các chàng trai ơi. Bà con khán giả cổ vũ cho các đôi vợ một chàng pháo tay thật to thật nồng nhiệt nào. Xin cảm ơn khán giả, cổ động viên. Hai đôi vợ. Ban tổ chức nhắc hai đôi vợ. Cố lên, cố lên. Các đôi vợ. Nên cố gắng lên. Hiệp thứ hai bắt đầu. Cố gắng lên, hai đôi mặt cố gắng lên. Chuẩn bị hiệp thứ ba bắt đầu. Thay mặt cho ban tổ chức đồ vật của